Vâng, Thịnh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2020. Vâng, như cửa hàng thông báo, clip hàng về trong buổi tối ngày hôm qua có duy nhất một chiếc đài radio của Đức và có hai chiếc quạt về với cửa hàng, hai chiếc máy hút ẩm. Và hiện tại thời điểm này thì hai chiếc quạt và một chiếc đài cũng đã có chủ nhé. Và hai chiếc máy hút ẩm thì những vị khách hàng có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Cửa hàng sẽ ship hàng toàn quốc cho quý khách hàng. Vâng, đây là một chiếc đài của Đức, chiếc đài radio của Đức, chiếc đài bóng đèn nhé. Và hai chiếc quạt mới về trong ngày hôm qua thì đã có hai vị khách hàng chốt là một chiếc đài và hai chiếc quạt. Vâng, một vị khách hàng chốt một chiếc quạt mang mã số 54, chiếc quạt về từ hôm trước rồi, chiếc quạt của hãng Toshiba. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những sản phẩm của những vị khách hàng có đơn trong ngày hôm nay các bác đã chốt hàng. Vâng, rất là vui mừng thì mỗi clip thông báo hàng về trên kênh của mình được rất nhiều những vị khách hàng đã quan tâm và liên hệ để đặt hàng. Nhưng sản phẩm chỉ có một đến vài chiếc thì những vị khách hàng chốt sau thì xin mời những vị khách hàng hãy theo dõi kênh của âm thanh Nữ Hạnh hàng ngày. Sẽ có những sản phẩm để phục vụ cho quý khách hàng. Vâng, những vị khách hàng thì không mua được những sản phẩm thì các bác cũng rất là nuối tiếc với những các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, chiếc quạt mang mã số 54, chiếc quạt về từ hôm trước rồi thì âm thanh Nữ Hạnh xin gửi anh Thịnh. Anh có địa chỉ là A8 Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Vâng, đây là một chiếc quạt Toshiba có sải cánh 30 và được thiết kế 4 cánh chân đế xoay, thân gang sắt. Chiếc quạt này thì cũng còn rất là mới và đẹp, trông rất là nhỏ xinh, rất là đẹp. Tiếp theo đến vị khách hàng rất đặc biệt trong clip này thì anh khách hàng cũng đã mua rất nhiều những thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Anh đã theo dõi kênh của âm thanh Nữ Hạnh hàng ngày và biết những sản phẩm anh cần bên cửa hàng về, anh cũng đã liên hệ để đặt hàng ngay. Anh có địa chỉ tại Hàng Bông, Hà Nội. Anh đặt một chiếc đài radio của Đức mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Vâng, hôm trước thì cửa hàng có về một chiếc và vị khách hàng đến từ Nam Định, bác cũng đã chốt được sản phẩm. Và ngày hôm nay thì chiếc đài của Đức, chiếc đài bóng đèn. Đây là một sản phẩm rất là cổ, quý khách hàng chỉ cần để trưng bày tại không gian nhà mình và nghe những chương trình radio thì rất là ok. Vâng, chiếc đài này thì có hình như một chiếc tủ vậy. Vâng, âm thanh Nữ Hạnh xin gửi anh Khoa. Anh có địa chỉ tại Hàng Bông, Hà Nội, một chiếc đài radio của Đức. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh khách rất nhiều, cũng đã luôn tin tưởng và ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng. Vâng, và chiếc quạt mới về trong buổi tối ngày hôm qua mang mã số 55 và mang mã số 56. Một chiếc quạt 56 là một chiếc quạt Nationa cảm ứng nồng. Vâng, chiếc quạt Nationa cảm ứng nồng này có sải cánh 30 và những chiếc quạt này thì là những chiếc quạt được cửa hàng lựa chọn rất là kỹ để phục vụ cho quý khách hàng bày tại không gian nhà mình nghe hay. Xin lỗi. Sử dụng rất là tốt và mỗi khi nhìn đến sản phẩm mà mình ưng ý thì quý khách hàng bỏ những đồng tiền ra rất là xứng đáng. Một chiếc quạt có mức tiền tầm trung nhưng sử dụng rất là ok trong không gian của quý khách hàng. Một chiếc quạt mang mã số 56 cảm ứng nồng này. Vâng, và đây là một chiếc quạt có sải cánh 30. Chiếc quạt được anh em cũng săn lùng rất nhiều. Là chiếc quạt La Vương Miện. Nhưng chiếc này thì cũng có độ đẹp rất là mới. Thì vị khách hàng chốt liền hai sản phẩm và vị khách hàng nhanh tay nhất trong buổi tối ngày hôm qua. Anh có địa chỉ tại Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một chiếc quạt La Vương lắp lật, được sử dụng cánh 30, thân đế gang sắt, bầu nhựa. Vâng, âm thanh Nữ Hạnh cũng xin gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội là anh Trần Quang Hưng. Anh có địa chỉ số nhà 3 ngõ 5 thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Một chiếc quạt mang mã số 55 và một chiếc mang mã số 56.
Vâng, đây là chiếc đài của vị khách hàng đến từ Hà Nội. Anh Khoa đã đặt hàng này. Và cửa hàng thì cũng đã chụp hình đăng lên Zalo cho anh rồi. Và quan trọng nhất là mình có những cái gạch đầu dòng như thế là mình có thể đủ điều kiện để đi. Vậy thì với chương trình du học nghề ở Đức thì ngoài những cái điều kiện như ông vừa nói thì học viên có cần phải chuẩn bị các loại chi phí gì khác hay không thưa ông? Thực ra thì cái đi du học này chúng ta phải khẳng định một điều là du học. Vâng, điểm của cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh thì bắt radio rất là kém nên quý khách hàng có thể về tại không gian của chính gia đình mình bắt những chương trình radio này thì có thể khỏe hơn chỗ cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh nhé. Chi phí liên quan mà phụ huynh và con em cần phải quan tâm cũng như là một cái khoản đầu tư thôi. Chúng ta đi học thì nó liên quan đến, thay vì con đi học đại học thì mình đầu tư cho con đi học để chuẩn bị một cái cơ sở nền tảng để đi du học nghề. Thì ví dụ như chi phí ăn ở hàng ngày thì ở đâu cũng thế, chi phí học chứng chỉ B1, học để học có tiếng Đức thì cũng phải bỏ chi phí ra đi học, học trung tâm nào cũng thế thôi. Nhưng vâng, quý khách hàng có thể dò theo ý thích của mình. Chi phí công chứng dịch thuật các kênh. Vâng, vậy âm thanh Nghĩa Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Nghĩa Hạnh được biết những sản phẩm đã có chủ trong ngày 13 tháng 3 năm 2020. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Nghĩa Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nghĩa Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo để cửa hàng đóng hàng cho những vị khách hàng ở xa đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt. Như các bạn đã biết, Đức là một nước nằm trong khối Liên minh.